Trở lại câu chuyện ngắn. Chủ tịch hội đồng quản trị của trang mạng True Social đã nói rằng sự phối hợp giữa truyền thông xã hội giữa DOJ và FBI không giới hạn tại công ty Twitter. Giám đốc điều hành hiện tại của The True Social của Tổng thống Trump, ông David Nunes, đã cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn phát sóng từ đây trên chương trình của, xin lỗi, phát sóng gần đây trên chương trình của Newsmaker, đã thực hiện bởi chương trình của NTD và Apple Time ngày 14 tháng 12. Hồ sơ Twitter là một tập hợp các email thông tin liên lạc nội bộ được công khai bởi chủ sở hữu mới Twitter, đã xác nhận nhiều đảng viên của đảng bảo thủ bị cáo buộc là đúng hoàn toàn cho những năm trước. Cụ thể là Twitter đã cấm các tài khoản không phù hợp với hệ thống tư tưởng, đó là đảng Cộng Hòa, và đình chỉ các tài khoản đi ngược lại câu chuyện chính trị đã chọn bởi truyền thông, ông Nunes tuyên bố. Tuy nhiên, tiết lộ đáng lo ngại trong hồ sơ Twitter, theo ông Nunes, là DOJ, FBI là những người cung cấp những thông tin, dù được trả tiền hay tình nguyện viên, đưa ra một chỉ thị cụ thể cho Twitter, làm điều đó có khả năng xảy ra trên cái nền, xin lỗi, về trên cái nền tảng truyền thông xã hội khác. Sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp và FBI đã rõ với bởi Twitter. Tôi không nghĩ nó dừng lại ở đó, ông Nunes tuyên bố. Có vẻ như họ đang điều hành những người cung cấp thông tin, hoặc trả tiền cho những người cung cấp thông tin, hoặc có cả tình nguyện viên, nơi họ thay mặt cái chính phủ chủ động để chuyển tải hoặc xét duyệt các thông tin những người cần xem xét, hoặc những người cần nên cấm, những đại loại như vậy. Vấn đề lớn hơn Twitter là một câu chuyện. Như vậy còn Facebook thì như thế nào? Còn Instagram ra làm sao? Và đó là những câu hỏi mà ai cũng đang chờ đợi. Liệu rằng FBI và cái scandal này nó có lan rộng ngoài cái công ty Twitter hay không? Chúng ta hãy chờ đợi cái đảng Cộng Hòa cho 2023 họ sẽ làm gì về điều này. Và đó là câu chuyện ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.